Đối tác mà gọi là cậu mợ của nó là 5000X bao qua dính cái tinh lửa 320W nha các bác. Còn các bác mình chơi tầm tiền mười mấy thì mình chơi con 5000A hoặc là 2000X đều khai thác tốt những dòng loa này nha. Loa này thì nghi chắc mọc nên là nghi nhạc bờ rề 75, nhạc vàng, nhạc của chế lên thanh tuyền rất là hay các bác. Cái tiếng gõ lóc cóc leng keng của những dòng mà 88A. Đây là con cặp loa 88A XB rất là đẹp, nguyên mộc mạc luôn. Cặp này thì giá 26 triệu 500 nha các bác. Một dòng loa nổi tiếng của Pioneer, bass 30, 2 mic, 2 chép giấy và một chép kèn 6 lỗ, là đối tác của những dòng âm ly cổ như Receiver, Sansui, những dòng âm ly đài của Sansui hoặc là Pioneer vân vân. Này là chuyên ghép những các bác nghi nhạc bờ rề 75 bên cuối vân vân. Loa rất đẹp nha các bác. Đẹp xuất sắc và nghiêng mộc mạc nha. Đây có thấy logo này nó đẹp. Đây là phía trên nắp của loa. Giá bao ship là 26 triệu 5, chuyển khoản đủ em vẫn bớt 300 nghìn nha các bác. Vuông thành sát cạnh nha. Tiếp tục là cạnh bên tay trái. Tất cả vuông thành sát cạnh đó nha các bác. Bác nào mà đã có những dòng âm ly đài của Sansui, Pioneer vân vân và chơi cả những dòng âm ly Fixer Mỹ đều rất là hay. Phía sau thì các bác sẽ thấy nghiêng mộc mạc nha. Với trên trắng là bên nước ngoài luôn nha các bác. Đây, nước sơn này, đây, cạo ra nha. Đây, có thấy nghiêng chắc mọc không này, có đẹp không? Đấy. Hai vi tinh chỉnh dây mic và chạy chép. Đấy, loa 8 ohm, 80W trên một loa. Rồi em tháo cái kênh để các bác cùng xem nha. Giá bao gồm phí ship 26 năm. Chuyển khoản đủ em bớt 300 nghìn. Còn cọc tiền thì cọc 2 triệu trở lên em ship hàng nha. Cọc thì vẫn giá 26 năm nha các bác. Tại vì em bán giá là bao ship nhưng là cân đối hợp lý cho các bác. Đây. Đây, các bác hãy xem tiếng loa này, đẹp lắm. Dòng này là nghi vừa trưng bày với những cặp con âm Akai bên cuối để lên với những con âm ly như là 2000X, 5000X. Đối tác mà gọi là cậu mợ của nó là 5000X bao qua dính cái tinh lửa 320W nha các bác. Còn các bác mình chơi tầm tiền mười mấy thì mình chơi con 5000A hoặc là 2000X đều khai thác tốt những dòng loa này nha. Loa này thì nghi chắc mọc nên là nghi nhạc bờ rề 75, nhạc vàng, nhạc của chế lên thanh tuyền rất là hay các bác. Cái tiếng gõ lóc cóc leng keng của những dòng mà 88A, 77A, 99A nữa. Ba model rất là hot của Pioneer. Thì model này thì các bác biết rồi, nó thiết kế đẹp và cấu hình loa hai tới hai loa mic và hai loa chép giấy và một siêu chép kèn phía trên. Tiếng loa đẹp keng hết nha. Gọi là 88A XB. Màng nó có đều dập XB nha các bác. XB là ở thị trường Mỹ nha các bác. Rồi video đến đây là kết thúc. Bác nào có sở hữu và sưu tầm cặp 88A này thì alo cho em nha. Vừa nghi vừa trưng bày. Đây là dòng loa nghi nhạc cao cấp của JBL nha các bác. Dòng đời cao nên là nó mang tính chất vừa nghi vừa trưng. Còn nó là model MK2 nha, là phiên bản nâng cấp của những series 4312, 412AB vân vân. 4312 MK2 thì bên em chuyên rồi nha các bác, với những cái sản phẩm nó đẹp ngoài này. Hầu như là thiếu thuốc shop luôn. Giá là 26 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Đây là hai số điện thoại của em nha. Đây là phía trên cạnh của nó này. Là thiếu mỗi hộp shop thôi nha các bác. Vuông thành sát cạnh, giá bao ship là 26 triệu nha. Là những cặp loa California USA. Nó sở hữu là 3 đường tiếng, 1 bass 30, 1 mic, 1 chép dom. Loa JBL là trở kháng 8 ohm, auto watt nên các bác hầu hết đánh hầu như tất cả dòng âm ly có công suất khoảng 100W là ok rồi.
này hàng tuyến từ gông loa này các bác. Nói chung đẹp trên 95% nha, đối với những cặp loa đời cao như thế này nó đẹp ngắt ngay luôn. Hai lò mic này các bác, đấy, chăm treo đầy đủ nha, chép dom, nó sử dụng chép dom nha các bác. Đây, chép dom, chép nó có một cái nón lên lắng in bên trong nha, lỗ thông hơi và hai vi tinh chỉnh cho phía trước, tinh chỉnh cho lời giải mic này, giải chép này mình có thể tăng cường. Đấy, em mời các bác cùng xem đồ đẹp của tiếng loa. Rồi, sau đây mời các bác cùng xem thùng vách luôn nha. Đây, tất cả vuông thành sát cạnh nha các bác. Đúng cặp nên là văng nó cũng khá là trùng nhau. 4312MK2 là nó sử dụng trạm đồng bắp chuối mỏ chim. Khi mình xài những cặp loa này các bác chỉ cần mua những bộ dây loa sử dụng bắp chuối mình cắm cho tiền luôn nha. Phần hai loa thì em có đăng trên Zalo, nếu các bác xem video này mình chưa thấy rõ thì mình có thể lên vào Zalo của em qua hai số điện thoại này nha. Loa thì đẹp thiếu tùng số nha, trên 95%, không điểm trừ nào hết nha. Đạt tiêu chuẩn vừa nghi hay vừa trưng bày. Đây, nó sử dụng là trạm đồng nha các bác, loa JBL là sử dụng trạm đồng. Đấy, đẹp ngắt ngay nha. Giá 26 triệu là em chiến đã bao gồm phí ship rồi nha các bác. Đã bao gồm phí ship rồi. Chiến khoản đủ thì em bớt 300.000. Đấy. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu là em ship hàng nha. Giao hàng tận nơi. Các bác nhận hàng hoặc thanh toán là phương thức cọc tiền. Còn phương thức mà chiến khoản đủ luôn á thì em sẽ bớt 300.000. Là còn 25.800 vẫn bao ship cho các bác nha. Rồi, em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.